chào bà con cô bác nghe. Giờ này mình đang ở nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây để dự lễ giỗ tổ ở chú Bạch Long, đồng ấu Bạch Long. Giờ đây mọi người sẽ đi vô trong nhà hàng. Ở đây có mấy cái tòa nhà rất là cao luôn nè, cao chót chót luôn. Mày cổng chứ mày làm gì mày? Em có phi liệu đó. Anh Lâm nghe nè, chú Bạch Long là gọi là thầy của anh Lâm, nên là sáng giờ anh Lâm luôn. À, thầy của chị luôn hả? Thầy của em. Chị nhiều thầy quá. Chỉ có mình thầy đó. Đây là chùa hồi nãy, chùa hồi nãy. Đây là bên phiên là bên này. Đây là thầy của anh. Đây bên đây. Giờ này mình sẽ đi vô trong nhà hàng, mời bà con cô bác cùng theo dõi nha. Đôi bạn
Dạ, vô tử Dương Tố Bảo kính bái phụ thân. Chúc phụ thân nay cao an. Hào nay Dương Tố Bảo. Dạ, dạ nghe quân phi báo, con đã bị sanh cầm có phải vậy chăng? Dạ thưa cha, sau khi gặp Ngọc Quan nữ tướng, con giao thương chiến đấu cùng nàng để âu lại ngạc quan chú lưu toàn vẽ. Con đó ta ghi, nhưng vậy hết, tại sao trở về đây nữa? Dạ thưa cha, sau khi giao chiến, con lạc bản rơi thương bị bắt, nàng khen có tài sắc. Dạ, dạ rồi. Rồi sao? Dạ, dạ rồi. Như thế nào? Dạ rồi. Như thế nào? Dạ, nàng cũng có kết lương duyên đó cha. Kết lương duyên à? Dạ. Chỉ con nghĩ sao vậy con? Đang trực kêu hụt. Dạ, lúc đầu con cũng tự cao. Sao á, nàng bảo công ơn thì nàng giết. Mà cha ơi, chị thương mẹ nhớ cha, thêm một nỗi bà và hai cô
Xin chân thành cảm ơn tình thương của cô chú anh chị bạn bè đồng nghiệp cũng như các bạn đồng nghiệp nhân ngày giỗ tổ, chúc cho tất cả anh em nghệ sĩ chúng ta được tổ phù hộ cho thân sắc sân còn quan thương dân chủ được nhiều sâu làm ăn phát tài và tiền vô như nước. Để tiếp tục chương trình văn nghệ giỗ tổ hôm nay, xin mời bé Quỳnh Anh lên sân ca với hai biến lên sân bán nha để thay đổi không khí. Yeah.
Oh,
Nhưng xưa ngày đời từng mai nắng nhạt, đang
chân câu giá thì hãy đi 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 đi
cảm ơn vũ đoàn hát cương hát nhật lớp quá trời. À, vũ đoàn hát cương là tốt nhạc cương vậy. Đừng buồn, mình chấp nhận theo cái công việc của mình. Thầy mời Khánh Vân. Dạ, xin cảm ơn.